Chào các bạn, mình là Phú. Số Zalo của mình là 0903651824. Rất vui vì được làm quen với mấy bạn. Clip tiếp theo hôm nay Phú sẽ hướng dẫn mấy bạn học kanji của bài số 6, giáo trình của Mina. Theo giáo trình kanji lăng ba di bộ này ha. Trước tiên thì mình vẫn phải ôn lại cái bộ giống như những clip trước, tại vì cái bộ nó là cái rất là quan trọng. Chúng ta học kanji theo hình thức là đánh vần chữ kanji và làm lại bài tập Mina và viết bằng chữ kanji để luyện về kỹ năng viết. Chứ chúng ta không học về những câu chuyện hay là những hình ảnh, mà chúng ta học ứng dụng vào trong thực tế. Đây là cách truyền thống để mà mình có thể học kanji và có thể viết được một chữ kanji. Thì chữ kanji nó giống như tiếng Việt vậy bạn. Tiếng Việt thì nó cũng mình muốn viết thì mình cũng phải đánh vần, mình phải thuộc được âm vần của nó. Thì chữ kanji nó cũng giống như vậy. Ví dụ mình muốn viết chữ hội thì mình phải nhớ hội gồm có nhân dị khư, xã thị thổ, ngăn kim cắn, viên khẩu bối, hoặc là giáo lão tử phật. Muốn viết chữ giáo thì viết bộ lão, bộ tử, bộ phật, nó sẽ ra chữ giáo. Cho nên bộ là rất là quan trọng, 214 bộ. Điều này là tiên quyết, chúng ta phải học cho nó thuộc ha. Và còn về cách thì chúng ta cứ đọc thôi. Chúng ta đọc để nhớ được cái nghĩa và tên của cái bộ đó. Rồi chúng ta sẽ cố gắng nhớ mặt bộ. Còn về khi mà chúng ta làm bài tập Mina và viết bằng chữ kanji á, thì dần dần bộ chúng ta sẽ tự nhớ luôn, tại vì chúng ta có thực hành mà, chứ không phải là chúng ta chỉ đọc không ha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào đọc bộ nhé bạn. Rồi mình lật cái cuốn bộ này ra, ví dụ như mấy bạn chưa thuộc thì mấy bạn đọc bên này ha. Còn nếu mà chúng ta thuộc rồi thì chúng ta sẽ đọc ở bên này. Các bạn đọc bên nào cũng được. Ở đây đọc thì chắc nhiên là khi bạn thuộc rồi mình sẽ không ngồi chỉ như thế này. Nếu mà chỉ như thế này thì nó rất là chậm. Mà đa phần là ai thuộc rồi thì đọc hết 9 trang này chỉ trong vòng khoảng 1 phút 30 giây thôi, hoặc là 20 giây là chúng ta đã ôm xong bộ. Thời gian còn lại thì chúng ta sẽ học kanji và làm những việc khác ha, chẳng hạn như là làm bài tập chẳng hạn. Rồi bắt đầu mình đọc ha bạn. Nhúc một cổng sổ chu chấm vị trái cao quyết móc nhị hai đầu không nhân người dập chậu tám quanh mình trùm bánh đá kia ghế khâm há đau do lực số vọt giới thiệu phương thủ hay che thành một bốc bói tí che hán sườn khư riêng hù lại khẩu miệng vi vê thôi đất xì xì chỉ sau như tập tối là tao nâng nơi tôi công yên máy công tác tiểu nhỏ yếu thì sát chìm mầm xương núi xuyên sông công thời khi thăng ngăn khăn căng căng nhỏ nhỏ nghe máy dòng bước cùng chắc cho mắn cung cây đầu xâm lông xích bước tâm tiên qua hộp cửa thu tay chỉ cần phòng đánh nhân nhân đỡ đốt cùng búa phu vuông vô không nhiều ngày biết nói người thắng một gỗ khiếm thiếu chỉ dừng để tùy thủ binh vô đường tí sông mau long thì họ khiến hơi tí nước và đưa thấm móng vua trao vào từng mảnh phiến tấm da răng vua cho khiến cháu quyền đen học quý qua nhiều mối của mình sản sinh dùng điện đổ thắt đôi nằm bên bắt ngược và chấm bị giam anh như một mẫu giáo tiêu tinh tạch đá thiệt hàng nhũ bớt và lúc gần hai bốn giây mấy gần mặt tơ vẫn sầm lối dương dây của lòng lão già nghi và lỗi cài nhĩ tay dùng bút nhục thịt thằng bài tư thân chí lớn của thiền lưỡi xuyên sa du thiền có vẻ sống mà hậu vàng thở công trùng sâu quý máu hành đi á chỉ kiến trong những sườn của nó góc khe đầu tiên heo chảy sâu bớt xích đỏ tàu chở thuốc thang thể sẽ tăng gai thằng nhiều sứ bớt đó giờ chỉ miệng phân lý dòng kim dài như một của phù gò đã kêu chi chi muốn mua thân phi thông diện mặt cách gia vi ra phỉ đau thanh tiếng hiệt đầu phong gió vai thượng thủ đầu thưa mọi người có xương con bu tóc đối chiến sửa đồ có sông biển người cá điểu chim lỗ màng lộc khuôn bệnh lúa ma gai hoàng vàng thứ nếp phát đèn chỉ mày mảnh ớt định định của chống thư chuột tiền mỗi tiền ngang xe đăng năm đồng bị đuôi sáu. Rồi chúng ta đã ôm xong cái bộ, các bạn nhớ nha, ví dụ như chúng ta đọc nó thuộc rồi thì chúng ta lên nhìn ở phía trước này nè, nó không có chữ, mình có thể nhìn vô đây để nhớ mặt bộ. Đọc xuôi rồi đọc ngược ha. Tốc độ mình đọc khoảng có 1 phút 20 giây mà cho một lần đọc là ok. Thì để đọc được tốc độ đó thì các bạn phải đọc từ ngày này qua ngày khác, đọc 60 lần, 80-90 lần, thậm chí 100 hoặc là 150 lần, đọc tới chừng nào mà chúng ta có thể đọc được mà chúng ta không cần nhìn sách là ok ha các bạn. Sau khi đọc xong cái bộ thì bây giờ mình sẽ đọc qua kanji. Bữa hổm thì mình học bài số 5 đúng không các bạn? Bây giờ mình sẽ lật ra để mình đọc sơ là bài số 5 và sau đó chúng ta sẽ qua bài số 6. Trong đây thì gồm có âm hướng Việt và âm on, giống như những clip trước thôi. Thế bây giờ mình ôm lời số 5. Thì chúng ta học thuộc lòng, có nghĩa là yêu cầu đọc là các bạn cũng không cần phải nhìn sách. Ha. Cái phần này là nhớ là chúng ta để luyện để chúng ta học thuộc lòng thì tất nhiên phải đọc rất là nhiều chứ không phải là đọc ví dụ như nửa tiếng mà nó thuộc đâu, không phải đâu các bạn. Phải đọc từ ngày này qua ngày khác. Đọc rất là nhiều lần. Và phải thu âm lại nghe nữa thì nó mới thuộc. Đến khi nào các bạn không cần nhìn trang này nhưng mà vẫn đọc được bài số 5 thì coi như chúng ta đã hoàn thành xong cái bước phản xạ về âm on ha. Hành cô lai ra quy kỳ học ca cử hiểu cô dịch đi kia phi hành của kỳ thiền sen đi nên xa xa địa chi hạ ca tiết tài trừ tên xin cắn canh tiến sen tài di chiến ten xa xa bộ hữu dư đại ta trừ bỉ hy nữ dô gia ca tập cho cửa tiến sen chu siêu kim con lai ra nguyện ghi chữ cứ kêu niên nên đã ta sinh ra những địa chi phú tâm chư cấp kỳ hình cô đọc tôi cửa cấp kỳ thứ si phiên ban tiến sen bác cửa đại ta phục vụ cử kiến khen giác cô tử si viên đại đa phản hành thành dô. Thế chứ này, riêng ở phần ở phía trước này thì yêu cầu là các bạn phải nhìn nhé bạn. Tại vì ở trên đây á là dùng để nhớ mặt chữ kanji. Cho nên nếu các bạn không nhìn nó thì mấy bạn không nhớ. Cho nên chúng ta phải đọc và nhìn ở trên đây. Khi các bạn bị chấp á, là tất nhiên là cái bài đó các bạn không thuộc. Chúng ta phải luyện lại ha.
Hành cô lai ra wiki học ra cửa hiểu cô dịch đây kia viên của cơ kia tiền xe nên sao sai địa chi hạ ca thiết tài trợ tên xin cánh canh tiến xe tự chiến tên sao sao bố như là tài trợ Mỹ Hy nữ do gia ca tạo ra cửa tiến xe chu siêu kim con lai ra nguyệt kê trợ khứ kêu niên nên đã ta xin xe những địa chi phố thông chưa cấp ghi hình cô đạo tôi cửa cấp kêu thứ gì phiên bản tiến xe má hạ cửa đa ta phục phương cử kiến kênh giúp cô tử CVN đã phát hành vô ha, tới chỗ này rồi bây giờ mình sẽ qua bài số 6. Đây là bài số 6 này là bài mà hôm nay chúng ta sẽ học. Đầu tiên thì chúng ta vẫn phải là đọc thuộc lòng bài này. Thì chúng ta phải đọc tới, đọc lui, đọc tới, đọc lui. Giờ mình sẽ đọc trước cho các bạn nghe nha. Thực sô cự ẩm min hấp kiêu kiến ken văn bưng đọc đô cự thư sô máy bay tốt xa trừ tả xa. Chân xin hội cai hữu diêu đã tơ trừ chiêu chô chú chiêu vẫn băng nõn ranh nhục ni cư ngư giô. Giả gia thái sai quả cao vật bưu trừ thủy xươi. Trà cha hồng cô trà cha ngu giô nhũ niêu. Tủ siêu ánh ê quả ca cự thủ siêu chỉ si điếm tên đình tê túc siêu cự đề đa qua ca kiến ken thời di cứ đi kể di công cô viên en. Thì mình sẽ học tới chữ viên en này ha, có nghĩa là mình học bên kia 25, 30, 40, 45 chữ. Mình sẽ học bài này 45 chữ canh di. Mình đọc lại nè. Thực sô cự ẩm min hấp kiêu kiến ken văn bưng đọc đô cự thư sô máy bay tốt xa trừ tả xa. Chăng xin hỏi ca hữu diêu đà tơ trừ chiêu chô chú chiêu vẫn băng nổ ra nhụm ni cư ngư vô. Giả gia thái sai quả cao vật bưu trừ thủy xươi. Trà cha hồng cô trà cha ngu yêu nhũ niêu. Tủ siêu ánh ê quả ca cự thủ siêu chỉ si điếm tên đình tê túc siêu cự đề đa qua ca kiến ken thời di cư đi kể si công cô viên an. Rồi sau khi mình đọc thuộc lòng được cái phần này thì chúng ta sẽ đặt lên phía trước bài số 6. Chúng ta cứ nhìn mặt canh riêng và đọc lại thế bạn. Thực sô cự ẩm in hấp kiêu kiến ken văn bưng đọc đô cự thư sô máy bay tốt xa trừ tả xa. Chăng xin hội ca hữu diêu đà tơ trừ chiêu chô chú chiêu vãng băng nõn ranh nhụm ni cư ngư vô. Giả gia thái sa quả cao vọng bưu trừ thủy xươi. Trà cha hồng cô trà cha ngu yêu nhũ niêu. Tủ siêu ánh ê quả ca cự thủ siêu chỉ si điếm tên đình tê túc siêu cự đề đa qua ca kiến ken thời di cư đi kể si công cô viên an. Rồi tới chữ này ha. Sau khi chúng ta đã thuộc bài số 6 rồi thì việc tiếp theo là chúng ta sẽ xét những chữ kanji này xem nó nằm trong từ vựng nào của bài số 6 Mina. Mình chỉ xét trong bài số 6, mình không xét ra ngoài nha các bạn. Tại vì sách này là dành cho mấy bạn học đương học ở Mina, có nghĩa là mới vừa bắt đầu học tiếng Nhật á. Mới tới bài số 6 Mina, nếu mình nói ra ngoài lan man quá thì mấy bạn cũng không hiểu được. Mình chỉ tập trung nói là những chữ kanji này nó nằm ở trong từ vựng nào của bài số 6 để bạn biết được thì chúng ta sẽ nhớ được. Rồi sau đó yêu cầu là làm bài tập Mina nộp cho giáo viên á, thì là nhớ viết bằng chữ kanji chứ đừng viết bằng hiragana. Viết bằng kanji tập riết cho nó quen. Còn viết như thế nào thì phải dựa vào bộ thành phần của nó mình viết. Rồi mình xét từ vựng nè. Chữ thực này nằm trong từ là tabemat. Chữ ẩm này nằm trong từ là nomimat là uống. Chữ hấp này là nằm trong từ là suimat là hút. Chữ kiến ken này nằm trong từ là mimat hay là nhìn. Chữ văn bưng này nằm trong từ là kikimat là nghe hoặc là hỏi. Chữ đọc này là đọc là yomimat là đọc sách. Chữ thư này nằm trong từ là kakimat là viết. Chữ mãi nằm trong từ là cai mát là mua. Chữ tót này nằm trong từ là tồ ri mát là chụp hình á. Chữ tả với lại chữ chân ở đây đọc là sa xin này ha. Chữ hội này nằm trong từ là ai mát là gặp. Chữ hữu đạt này đọc là tomodachi nghĩa là bạn bè. Thì ở đây nó đọc là tomo, đây đọc là dachi, có nghĩa là hai kanji này không đọc là yu ta trừ được, có nghĩa là nó đương đọc bằng hệ âm cưng các bạn. Ở trong sách Phú thì chỉ ghi âm Hán Việt và âm on thôi. Còn âm cưng mình học ở trong Mina, tránh trường hợp mình trộn lẫn lên nhau mình đọc không có được. Và nó sẽ dễ bị nhầm lẫn, cho nên phản xạ nào mà thuộc lòng thì bạn nhớ phản xạ đó làm on. Còn lại thì mình sẽ học ở trong Mina thì đó là phản xạ âm cưng. Trong trường hợp này nó không đọc là Jiu Ta Trừ, nó đọc là Tomodachi thì các bạn nhớ là nó đừng đọc bằng hệ âm cưng á. Đây là dạng đặc biệt. Hai kanji mà đọc bằng âm cưng thì ít lắm, đa phần nó đọc bằng âm on là nhiều. Chữ chiêu này nằm trong từ là asa. Chữ chú này nằm trong từ là hiru. Chữ vãn này nằm trong từ là băng. Chữ nõn này nằm trong từ là tamago là cái trứng. Chữ nhục này nằm trong từ là niku là thịt. Chữ ngư nằm trong từ là sakana là cá. Chữ giả thái này nằm trong từ là yasai là rau. Quả vật ở đây đọc là kudamono là trái cây. Thì các bạn thấy không, đọc là kabuchi nha. Đây cũng dạng là trường hợp đặc biệt nè. Hai kanji đáp lại nhau nhưng đọc bằng âm cưng. Nó giống như chữ tomodachi ở trên đây ha. Thì chúng ta làm dấu nó lại. Chữ thủy này nằm trong từ là mizu. Mizu. Rồi chúng ta qua trang. Chữ trà này nằm trong từ là ô trà là trà ha. Chữ hồng trà này nằm trong từ là cô trà là hồng trà ha. Chữ ngu nhũ này nằm trong từ là giu nhiêu là sữa bò. Chữ tủ này nằm trong từ là osake là rượu ha. Chữ ánh quả này đọc là ega
đập phin. Chữ quả này nó có hai cấp đọc âm on là quả ga và quả ca cừ. Mình sẽ học hết ở đây, mình học là ca cừ, bữa hôm như mình có học chữ quả đọc là ga rồi á. Bây giờ mình cứ ráp lại thôi. E ga. Chữ quả đọc là ca cừ, trong cái từ vựng mà đọc là kế quả hoặc là kế hoạch đó mà, đọc kê ca cừ á. Mấy bạn học bài 6 mina thì chưa biết, mấy bạn học những ở cấp độ khác thì biết cái đó ha. Thủ chỉ này đọc là tegami, đây cũng là dạng hai kanji ráp lại nhau như đọc bằng hệ âm cưng này nha bạn. Chữ điếm này nằm trong từ là mise, cửa hàng, cửa tiệm. Chữ đình này nằm trong từ là niwa, là khu vườn. Chữ túc đề đọc là sukudai, là bài tập. Chữ qua với lại chữ kiến này nằm trong từ là hanami, là ngắm qua. Chữ thời với chữ kuri kaisi ráp lại đọc là tokiruki. Cái chữ kuri kaisi này nhiệm vụ á, nó sẽ lặp lại chữ kanji phía trước nó một lần. Có nghĩa là thay vì người ta viết là hai chữ thời, viết chữ thời ở đây, rồi sau đó viết thêm một chữ thời ở đây nữa, thì nó sẽ là hai chữ thời đúng không? Nhưng mà người Nhật người ta không có viết như vậy. Khi mà phải viết hai chữ kanji giống nhau lặp lại á, thì người ta chỉ viết một kanji ở phía trước thôi, và chữ ở phía sau thì người ta sẽ thay bằng cái dấu kuri kaisi này. Cái dấu này đọc là kuri kaisi ha. Và lúc đó người đọc sẽ phải tự hiểu là cái chữ kuri kaisi này nó là cái chữ ở phía trước nó. Ví dụ như nếu mà ở trước nó là một cái chữ khác, ví dụ như ở trước này là chữ nhân đi, phía sau nó là chữ kuri kaisi thì nó đọc là hitobito. Hay có nghĩa là cái chữ này nó là cái chữ ở phía trước nó, mình phải coi cái chữ ở phía trước nó là chữ gì. Lúc chứ không phải lúc nào nó cũng là chữ thời nha. Ví dụ ở trước nó là chữ nhân thì phía chữ này là chữ nhân, nếu ở đây là chữ thời thì chữ này nó là chữ thời. Nếu như chữ này chữ dạng thì ở đây nó là chữ dạng, như là samajama ha. Hoặc là ví dụ như đây là chữ sắc thì ở đây nó là chữ sắc, đọc là iro iro ha. Rồi công cô viên en nằm trong từ là cô en. Rồi sau khi mà mình xét từ vựng xong, mình bắt đầu mình sẽ tiếp theo là tách bộ. Có nghĩa là chúng ta phải coi chữ kanji này nó gồm bao nhiêu bộ để chúng ta viết. Có nghĩa là chúng ta làm bài tập mina là ví dụ như là watashi wa gohan o tabemasu chẳng hạn, thì lúc đó mấy bạn sẽ ghi watashi wa gohan o tabemasu, thì ghi như là tabemasu phải ghi bằng chữ thực chứ không có ghi bằng chữ ta be bằng hiragana, không ghi như vậy nhé bạn. Vậy thì muốn ghi được chữ thực này á, thì các bạn phải biết cái chữ này nó gồm bao nhiêu bộ. Thì dựa vào cái bộ hồi nãy mà mình đọc đầu bài đó, các bạn xem nó gồm bộ gì, rồi sau đó mình viết. Thông qua việc viết hàng ngày chúng ta sẽ nhớ được cái bộ, và chúng ta sẽ nhớ được chữ kanji này. Các bạn nhớ nha, bộ là bộ, chữ là chữ, bộ nó ráp thành chữ, chứ không phải là tự nhiên mình muốn nói cái nào nó là bộ, cái đó không có đúng nha các bạn. Rồi, thực su cừ này là một bộ, đây là bộ thực ăn ha. Ẩm nó có hai bộ là bộ thực ăn, đây là bộ biến thể của bộ thực ăn này nhé bạn, đây là bộ khiếm thiếu. Vậy thì mình đánh dạng là ẩm, thực, khiếm. Hấp, khẩu, ở đây chữ cặp, chữ này nó gồm bộ dẫn bước nữa bạn thấy không, ở đây một cái phiệt phải nè. Vậy thì là hấp, khẩu, phiệt, dẫn ha. Kiến là một bộ kiến trong. Văn là môn, đây là bộ môn cửa nè, còn đây là bộ nhĩ lỗ tai nè ha. Vậy thì mình đánh dạng là văn, môn, nhĩ. Đọc, đọc thì là ngôn, sĩ, mịch, nhân, hoặc là nhi cũng được. Đọc, ngôn, sĩ, mịch, nhân, hoặc là đọc, ngôn, mại. Mấy bạn nhớ được chữ mại thì học đọc luôn là chữ mại. Còn nếu mà không thì phải tách bộ ra hết. Đọc, ngôn, sĩ, mịch, nhân. Thư, dực, nhật, đây là bộ dực bút, đây là bộ nhật ngày ha. Mãi, võng, bói, có nhiều bạn tách đây là bộ một mắt nằm ngang. Mấy bạn muốn cho là một mắt thì bạn cứ đánh ra là một mắt. Ở đây Phú hướng dẫn là bộ võng lưới ha. Mãi, võng, bói, báo. Tót, thủ, nhật, nhĩ, hụ. Tót, thủ, nhật, nhĩ, hụ, hay là chữ này là chữ tối này ha. Tả, mịch, nhị, bao. Các bạn thấy là đây là bộ mịch chùm nè. Ở đây là hai nét này là nhị hai này ha. Còn đây là cái nét là bao bọc nè ha. Tả, mịch, nhị, bao. Chăn, thập, mục, nhất, bát. Chăn, thập, mục, nhất, bát. Hay là chăn, thập, cụ, với đây chữ cụ trong từ gia cụ nè. Hội thì là nhân nhị khư, chữ này ai cũng biết rồi ha. Hủ, nghệ, hụ. Chữ ít này là chữ ít trong chữ khí mà. Hủ, nghệ, đây là bộ hụ lại. Hủ, nghệ, hụ. Đạt, thổ, dương, xước. Đạt, thổ đất, dương dê, xước bước. Chiêu thì là thập, nhật, thập, nguyệt. Trú, xích, đáng, chữ này học rồi trong bài số 5 ha. Vãn, nhật, miễn, chữ này học rồi luôn. Nõn, thì ở đây mấy bạn thấy nè, ở đây nó có chữ mão. Chữ mão là con mèo. Mấy bạn có nghĩa là mấy bạn bỏ hai cái chấm này ra,
chữ Mão này đó các bạn. Chữ Mão là chữ này ha. Thì trong 12 con giáp, Mão là con mèo, cho nên chữ này chúng ta sẽ không tách nó ra. Và ở đây nó có hai cái chủ chấm, vậy thì là nõn, Mão chủ. Nhục, đây là một bộ nhục thịt. Ngư, đây là một bộ ngư cá ha. Giả, Đí Dậm nè, phía trước là Đí Dậm, phía sau là Mâu Giáo. Giả Lý Mâu. Thái, ở trên là Thảo, đây là bộ trảo móng biến thể, đây là mộc gỗ. Thái Thảo Trảo Mộc. Quả Điền Mộc, bộ điền ruộng mộc gỗ ha. Vật Ngu Vật, đây là bộ ngu trâu, ở sau là chữ Vật. Chữ Vật này là gồm bao bọc với là hai cái phiệt, ví dụ như chữ Trường, các bạn nhớ chữ Trường không, gọi là Trường Thổ Đáng Vật á, ví dụ như Trường nè, Thổ nè, đúng không, Đáng nè, rồi Vật nè, thì chữ Vật này là chính là cái chữ này nè các bạn ha. Một bộ thủy nước mật trang. Trà, trà thì bằng trên này thế nè, bộ này là bộ thảo nè, thảo nhân mộc, trà thảo nhân mộc. Hồng mịch công, hồng mịch tơ, còn đây là công thợ. Trà thảo nhân mộc ngu, đây là một bộ ngu trâu ha. Nhũ, đây là biến thể của bộ trảo tử, và đây là ắc can nữa bạn ha. Ắc can, ắc can nó nguyên thể nó là cái này nè, những bài trước Phú có nói rồi á, cái này nằm trong cái đuôi cho của chữ điện này ha. Rồi tiếp theo chữ tủ, thủy dậu, thủy nước, này là dậu là con gà. Trong 12 con giáp giống như hồi nãy Mão là con mèo trong 12 con giáp vậy đó. Những cái này chúng ta sẽ không tách nó ra. Với lại đây dậu này cũng là một bộ rồi. Ánh Nhật Ương, Ánh Nhật, cái bộ này là bộ huynh quang nè. Nha, ở dưới là đại to. Ánh Nhật huynh đại. Quả Nhất, ở trên là Nhất một, ở dưới đây chữ Do trong từ tự do. Nếu mà muốn tách chữ Do này ra thì là Nhật Cổm, nhưng mình nhớ chữ Do này đi ha, khỏi viết. Rồi đây là Khảm Há. Quả Nhất Do Khảm. Thủ, một bộ thủ tay ha. Chỉ Mịch Thị, Mịch Tơ, đây là thị họ nha, không phải là thị thằng. Thị thằng là cái nét này nè bạn ha. Thị thằng này nè, bộ kỳ chữ kỳ á. Điếm Nghiễm Chim, chữ chim này trong từ là bói toán, trong từ chim tinh á, thì nó là gồm bộ bắt bói và khẩu miệng, mình nhớ chữ chim luôn đi ha. Điếm Nghiễm Chim. Đình Nghiễm Phiệt Sĩ Dẫn nè, đình nghiễm, nghiễm mái, mái sao nè, phiệt sĩ dẫn ha. Túc Miên Nhân, chữ này chữ Bách, chữ Bách là 100, số điểm chúng ta sẽ không tách nó ra ha, chữ Bách này để nguyên luôn. Túc Miên Nhân Bách. Đề, đây là bộ nhật ngày, ở dưới đây là bộ thắt đo nè ha, thắt đo. Các bạn nhớ cái bộ thắt đo này nha, coi chừng lộn với lại bộ tẩu chạy nè ha, với lại bộ túc chân nè. Đây là những cái bộ mà nó tựa tựa như nhau ha. Còn đây là bộ thiệt đầu, thiệt là đầu trang giấy. Hoa Thảo Nhân Chỉ Thìa ha. Hoa Thảo Nhân Chỉ, hoặc là Hoa Thảo Quá cũng được. Kiến, một bộ kiến trong. Thời Nhật Thổ Thốn, hay là Thời Nhật Thự, cứ đi kệ si. Công Bát Khư, Bát Tám và Khư Riêng. Viên Vi Viên, chữ ở trong này là chữ Viên, các bạn nhớ luôn ha. Chữ Viên này là Thổ Khẩu và Y, đây là biến thể của bộ Y nhớ bạn. Rồi, chúng ta đã tách bộ xong, tới chữ này là chúng ta tách bộ. Bây giờ sau khi tách bộ xong thì chúng ta sẽ xét kanji ở trong cuốn từ vựng này. Phú sẽ đọc, mấy bạn sẽ dò nha. Trong cái cuốn Mina này, các bạn lật cái cuốn Mina này ra, bài số 6 mình lật ra. Giờ Phú không có lật ở trên clip được nha các bạn, tại vì Mina nó sẽ đánh bản quyền khi mình lật cái cuốn sách này ra của nó ha. Cho nên là mấy bạn lấy sách này, sau đó lật bài số 6, Phú sẽ đọc kanji từ trên dưới, mấy bạn check lại. Rồi bài số 6 trang 40 ha. Bài số 6, mấy bạn thấy chữ tàu em mát đầu tiên, Phú sẽ đọc cái hàng kanji dài từ chỗ dưới đó. Chữ thực nha. Thực sô cừ ẩm in hấp kiêu kiến can văn bưng độc đô cừ thư sô mãi bay tối sơ trừ tả xa chân xin hội cai hữu diêu rà ta trừ chiêu chô chú chiêu vãng băng nõn ranh nhục ni cương nghi ô giả gia thái sai quả ca và bơ trừ thủy sư chà cha hồng cô chà cha ngu yêu nhũ niêu tủ siêu. Rồi qua trang số 41. Thủ siêu chỉ si tả sa chân xin điếm ten đình tê túc siêu cừu đề đai qua ca kiến ken hà nan thời di cư đi kệ si hội cai thổi qua hà nan đại đai phản han ốc ô cừ mỗi mai nhật nì chi ốc ô cừ nha. Rồi các bạn lật qua từ thông tin tham khảo trang số 6. Trang số 43. Thực sô cừ vật bưu trừ, các bạn thấy chữ rau da sai không, giả da thái sai, cái dài xuống không có. Qua bên này Kudamono thấy không, quả cao và bưu trừ. Rồi xuống dưới đây là nhục ni cư nha. Rồi xuống dưới chữ con cá đó, sakana đó, ngư vô. Rồi hết.
Rồi sau khi mình đọc kanji ở trong cuốn mina này xong thì chúng ta sẽ lọc kanji ở trong này. Mấy bạn sẽ lọc bài số 6 mina trong đây ra ha. Bài số 6 mina. Bài số 6 mina mình sẽ lọc ra rồi Phú sẽ đọc cho các bạn hai trang để bạn dò kanji trong đó. Rồi mấy bạn lọc trang số 48 ra ha. Đai rọc ca thấy không? Để đai khóa ca tới bưng kê nè, văn bưng hình kê câu số 1. Bản hon độc đô cừ dịch y kỳ tăng xin văn bưng mãi bay thần xin hộ cô hành cô hu kiêu. Lệ rê văn bưng, tủ siêu ẩm in, mỗi mai chiêu cho Hà Nam thực sô cừ, nõn ran thực sô cừ. Hà Nam thực sô cừ, Hà Nam thực sô cừ, thổ đô diệu vô, nhật nì chi Hà Nam, nhật nì chi bản hoa ngữ gô miễn đen cường chô. Hủ diêu đặt ra trừ ánh ê quả ga kiến khen, mãi bay, thời di dịch y kỳ hội cai. Các bạn lật qua trang 49 phần cai qua, nghe mình đọc kênh đi trong đó luôn. Hội cai thổi qua, hành cô, xuống dưới thấy chữ Sato không? Cái chữ kanji đó là tá sa đằng tô, tá trong từ phụ tá, đằng trong từ hoa tử đằng á. Tá sa đằng tô Hà Nam, tá sa đằng tô hữu diêu đặt ra trừ hoa ca kiến khen, hành cô, hành cô. Tá sa đằng tô đại đai phản han thành rô, Hà Nam thời di hành cô. Tá sa đằng tô thời di đại đai phản han dịch y kỳ hội cai, tá sa đằng tô. Rồi, chúng ta đã đọc xong kanji trong hai trang, trong bài số 6 mina thì mấy bạn học thì mấy bạn cũng giống như vậy. Mình cứ chép từng chữ để coi chúng ta có thể nhớ mặt chữ và đọc được cái mon của nó hay không. Và kèm theo đó là làm bài tập mina lại và viết bằng chữ kanji. Thì thông qua thời gian chúng ta học 25 bài, ít nhất cũng phải có 4-5 tháng. Thì trong thời gian đó chúng ta sẽ học kanji luôn. Thì về sau khi bạn học xong N5 và N4 thì kanji của N3, N2 chúng ta cũng đã học xong rồi. Số lượng kanji trong mina này dư cho bạn thi N2. Và chúng ta sẽ gom lại học một lần thì nó rất là tiện, đúng không các bạn? Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Các bạn nếu thấy hay nhớ đăng ký kênh, ủng hộ mình ha. Hẹn gặp lại các bạn vào clip tiếp theo. Chúc các bạn một ngày an lạc. Cảm ơn các bạn. Bye bye các bạn.